các bạn trở lại với channel Yến Vivu, kênh của một người tích cực và lạc quan, đặc biệt là yêu thích du lịch, đó là mình. Và hôm nay thì mình đang có mặt ở Mộc Châu. Mộc Châu là một địa điểm khá nổi tiếng ở miền Bắc với những phong cảnh hữu tình, đẹp, thơ mộng. Tháng 11 và tháng 12 này là mùa du lịch của Mộc Châu. Và nếu bạn nào có ý định đi tham quan Mộc Châu mùa này thì chắc chắn là phải xem hết video này nha. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ cùng Vivu Mộc Châu thôi nào. Chuyến đi này, bạn đồng hành của mình là Thương và một chú heo hồng siêu cute. 8 giờ sáng thì bọn mình xuất phát từ Hà Nội, trời hôm nay thì hơi mưa. Mặc dù Yến đã có vài lần đi Mộc Châu cả bằng xe máy và ô tô, nhưng mà chưa lần nào tự cầm lái cả. Và sau khi tậu một chiếc xe để chuẩn bị cho hành trình xuyên Việt vào năm 2023, mình muốn tập dượt bài cung để xem sức khỏe của bạn đồng hành của mình như thế nào. Và thế nên là mình đã quyết định chọn chạy Mộc Châu đầu tiên, bởi vì cung này được đánh giá là khá là dễ và nhẹ đô so với những tay lái mới giống như mình. Bọn mình vừa chạy đến Mai Châu, đây là đèo đá trắng. Nhưng hôm nay thì mùng mía hết, chẳng thấy cái gì cả. Thì bọn mình dừng lại để ăn trưa luôn, nghỉ trưa ăn trưa. Thì ở đây các bạn có thể là ăn cơm lam này. Bọn mình có gọi thêm cả xiên thịt nữa. Nói chung là ăn nóng ấm ngon. Bọn mình ở Na Hau, trời mưa nên là không đi đâu được cả. Ở buổi tối thì hai đứa ngồi ăn lẩu gà đen và nhâm nhi một ít nước mưa ngâm đỉnh cơ chóp. Bây giờ thì mình sẽ ra vườn hái rau để làm bữa sáng. Đây là vườn rau ở Na Hau các bạn ơi. Phía bên này là... đây gì nhỉ? Su hào, cải bắp. Bên kia chúng ta có slack, rau cải, hoa hồng và ớt. Chúng mình thì đang đi ra vườn hái rau để làm bữa sáng. Mình sẽ hái chắc tầm chục quả thôi. Ta-da! Cà chua bi. Ok. Tôi đã thấy bà chủ về. Em chào chị. Dạ em chưa, em đang ra vườn hái rau để ăn sáng đã. Hiện tại chúng mình đang ở Na Hau. Và từ Na Hau đến rừng thông bản á chỉ hết 1 km, đến cầu kính Bạch Long hết 15 km, thác Giải Yếm 13 km, đến hang Táu 22 cây, làng chè 10 cây, vườn cam Thanh Bình 21 cây, thác Nàng Tiên 30 cây và thung lũng Mận Nà Ca 23 cây, đồi chè Trái Tim 19 cây, ngũ động Bản Ôn 24 cây. Đấy, còn có các địa điểm để chúng ta có thể là đi tham quan homestay gợi ý cho chúng mình. Và các bạn hoàn toàn có thể hỏi chị chủ hoặc là anh chủ ở đây. Các anh chị sẽ giới thiệu và chia sẻ với các bạn xem là nên đi địa điểm nào và thời tiết như thế nào. Ok, thì bây giờ bọn mình sẽ từ Na Hau để đi đến vườn hồng, vườn cam. Sau đó thì sẽ đi đồi cỏ 68. Nói chung là hôm nay chúng mình sẽ đi khá là nhiều địa điểm. Các bạn hãy theo dõi hành trình của mình nhé. Đi nào. Hiện tại thì mình đã đến vườn cam Thanh Bình. Ở đây thì sẽ có cả cam, cả hồng và cả gì hết ta? Cam, hồng và mận. Thì lý do tại sao mình chọn đây vì đây có đủ các thể loại hoa quả. Chúng mình sẽ không cần phải đi riêng lẻ vườn mận riêng, vườn hồng riêng, vườn cam riêng, mà đây có tất cả rồi. Nên là bây giờ chúng mình sẽ vào thôi. Hóa ra đây là cây cam các bạn ạ. Nhìn cũng khá giống cây quất đấy, nhưng mà to hơn. Cây to hơn, quả to hơn. Lưu ý vào vườn cam không hái quả bẻ cành. Ok. Ở đây rất nhiều ạ. Ôi có dã quỳ mấy ơi. Có dã quỳ. Chúng mình đã đi săn lùng các khóm hoa dã quỳ dọc đường đi, nhưng mà không một khóm nào đẹp cả. Nhưng ở đây thì có rồi. Ê, hoa ở đây to hơn hoa ở trên Ba Vì nha. Ừ, cái cánh hoa ấy to hơn, kiểu nó to hơn nhiều so với hoa ở trên Ba Vì. Hoa vì cái phần cánh này nó nhỏ. Ui là trời các bạn ơi. Đây này, hồng này, cam này. Dưới đây có cả hoa cải luôn, hoa dã quỳ luôn. Chúng mình sẽ không phải đi đâu để chụp ảnh nữa. Tất cả ở trong đây là có hết tất tật tật mọi thứ. Hồng này quá đúng không ta? Ok. Chia tay vườn hồng, bây giờ bọn mình sẽ tiến đến vườn cải. Nào, chúng mình hãy đi đến vườn cải. Ở đây thì bây giờ là cải vàng thôi.
mình chưa thấy có cải trắng đâu, nhưng mà cải vàng thôi cũng rất là đẹp. Khu này thì đất đá đây là kiểu đá cổ ấy, nên là các bạn đi cẩn thận bị trơn. Ok, wow. Wow, rất là đẹp. Anh có phải anh chủ vườn không ạ? Anh giới thiệu một chút về bản thân. Đang bị sốc quá. Từ từ. Đây là cảm xúc thật mới vui anh ạ. Tưởng đang xét máy. Ok luôn anh ạ. Người ta phải vào cái góc là nó đẹp đẹp. Ồ, quay vlog là chân thực, càng chân thực càng tốt chứ. Đây là nhà mình rộng bao nhiêu hecta ạ? Khu này nhà mình là 5 hecta. 5 hecta, bao gồm các loại cây gì ạ? Đây thì đang bao gồm hồng và cam các bạn. Em thấy là có cam, đây là cam canh ạ? Đây là cam canh mà mọi người hay gọi là quýt. Quýt, à. Cam này thì nó sẽ ngọt từ lúc trái xanh thì bắt đầu nó sẽ ngọt. Dạ. Em nghĩ là phải sang cây bên này chứ, cây bên này hình như là mình thu hoạch rồi, nên ra là... À thế ạ. Đây là hoa mơ hay hoa mận này ạ? Đây vườn mình, đây là các cây mận. Mình gọi là mận hậu. Tầm tháng 5 là sẽ thu hoạch anh nhỉ? Phải không ạ? Thì mùa ra hoa là mùa tháng 12 âm. Vâng. Thì thu hoạch là bắt đầu từ tháng 4, tháng 5. Tháng 4, tháng 5. Đấy các bạn, nếu mà bạn nào đi Mộc Châu mùa hoa mận thì phải tìm đúng thời điểm nhá. Có khi là lên đây làm thuê hái cam, thu hoạch cam nhỉ. Nên đây các bạn là ăn thử quýt, ngọt thì mua. Rồi bọn mình có mua thêm, trong đây là có chè. Cái này đâu, trà chứ, cái này trà ngọt. Uống mùa đông thì tuyệt vời. Đây cô chủ nhà. Chào các bạn nha. Từ vườn cam bên mình đi lên một khoảng tầm 1 đến 2 cây. Bọn mình thấy khu là tròn, rất là nhiều chè. Đã quyết định là đỗ lại đây, dừng lại đây để vài tuần. Bây giờ là buổi trưa tầm 12:30, rất là đói rồi nhưng mà thôi, cố nốt xong rồi đi ăn một thẻ. Ừ, có mấy cô đang hái chè trên kia, mà xa phết đấy, leo mệt phết đấy. À, bây giờ quyết tâm là đi ăn trưa, vì quá là đói rồi, không biết là bắt xe ngoài kia có ai trộm. Xin chào, mình đi đâu đây? Đi hái hoa. Đi hái hoa? Hoa gì? Hoa cải á? À, cho chụp ảnh với được không? Đó. Chụp ảnh nhá, chụp chỗ đồi chè đấy. Hay chụp trên con đường, chụp đồi chè đi cho đẹp. Được rồi, đứng đây được rồi. Đứng đây được rồi, đứng đây đẹp rồi, mình học lớp mấy nhỉ? Lớp mấy? Em lớp mấy? Em lớp 1 á? À? Ủa, em tên gì? Tên Dê. Tên Dê. Em tên gì? Tên Thi. Thi. Em Bác. Bác. Là học cùng lớp nhau. Ừ, ok. Rồi, thế thì chụp ảnh nhá. Rồi. Bọn mình đang đi lên đồi cỏ Window trong truyền thuyết. Nhưng mà nhìn chưa thấy Window đâu cả. Ôi, thì hình là chưa thấy đồi cỏ Window đâu. Chỉ thấy mẹ thôi các bạn ạ. À. Phía bên kia là đồi chè, các cô đang hái chè, thu hoạch chè. Giờ hiện đại có máy thôi, không phải cắt tay ngày xưa nữa. Ui, xinh đấy, ừ cũng được. Nói chung là đi tiếp, lên đỉnh kia đi. Chỗ có mấy bạn kìa. Ô, ai nhở? Ô, người quen à? Ui, phải hiền không nhở? Nào cô Tô nào. Nào, bắt tay bạn cái nào. Ủa ơi à, không mệt à? Đại gia Cô Tô. Nhà được bao nhiêu đảo nhỉ? Bao nhiêu phần của đảo Cô Tô nhỉ? Chuyển lên Mộc Châu ở mềm. Mọi người gọi mình là Hiền Mộc Châu nhé. Cơ gió nào đưa bạn lên Mộc Châu vậy? Chị... Nào chia sẻ một tí nào. Đây, bọn mình vừa tìm được một cái khu này. Nó gần với đồi cỏ Window ở bên kia. Và đây là một vườn cải nhà người ta trồng. Vé vào chụp là 20.000 một người các bạn ơi. Tuy nhiên là hôm qua trời mưa, nên là bây giờ nó đã bị dạt hết xuống. Và nó cũng không quá đẹp như là mong đợi của mình. Thôi không sao, đi về. À, bây giờ là gần 4 giờ chiều hoặc là hơn 4 giờ chiều gì đấy rồi. Thì bọn mình thấy mặt trời hoàng hôn hôm nay.
rất là đẹp đấy. Và mình sẽ đến đồi gió ngồi để ngắm cảnh. Vì ở phía bên Tân Lập, phía bên đồi chè ban nãy có vẻ là mây mù, âm u. Ui, bị cháy nắng rồi. Đây, thì mình sẽ dẫn các bạn vào quán cà phê đồi gió. Đây là một trong những quán khá là nổi tiếng ở Mộc Châu. Đây, quán cà phê đồi gió các bạn. Siêu chill. Chỗ đấy là Happy Land. Ôi, ngồi đây là chill rồi. Ôi là trời, xinh quá các bạn ơi. Dưới kia là nhìn thấy Bản Áng này, nhìn thấy Mộc Châu này. Chào bạn. À, bạn cảm thấy thế nào về vùng đất Mộc Châu nhỉ? Lạnh lắm. Lạnh hơn Cô Tô ngoài biển à? Nói thật đấy mọi người, không lạnh đâu mọi người. Đây là mình đang mặc áo cộc tay này. Nếu mà bạn nào có đến Cô Tô thì có thể inbox Hiền, sẽ là thủ địa ở Cô Tô, sẽ dẫn các bạn đi chơi. Cô Tô có địa điểm nào đẹp? Có bãi đá này, có bãi tắm, xong rồi có cả cũng có đồi thông. Đồi thông luôn ở đảo. Thế chứ tàu cũng rộng. Đó là chứ? Đó là cái đường đi thôi. Ok, thế thì sắp tới mình sẽ đi xuyên Việt và mình đến Cô Tô thì mình sẽ cùng Hiền dẫn các bạn đi dạo một vòng Cô Tô. Tập bao nhiêu ấy? Cũng lâu lâu đấy. Tập nha. Ok. Cô ca ơi, cô ca chào khán giả đi. Cô ca biết đọc chữ này chưa? À? Úi dồi, cẩn thận nào. Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu. Đố cô ca biết nghĩa là gì? Hả? Đây homestay mình ở, homestay Na Hau. Trong đây là khu vực nhà bếp. Đây bọn mình ăn sáng và ăn tối ở đây, ở trong đây. Đây. Trong bếp ở trong kia kìa. Khi mà các những người khách ấy, họ đến đây thì họ sẽ viết những lời tâm tư tình cảm của mình, nhắn gửi và gửi vào đây. Mình sẽ đọc một số nào. Bạn Minh Anh gửi đến mẹ: con chúc mẹ luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Hai ngày ở Na thật tuyệt, chúng mình nhất định sẽ quay trở lại đây. Cảm ơn cô và chị đã đón tiếp chúng mình nhiệt tình. Ngày 23 tháng 10. Cũng mới đây thôi. Đây, bên kia có vườn rau. Hôm qua mình đã ra để hái rau để ăn sáng. Đó, chiều chùa. Homestay thế chứ lị. Lần trước thì mình đã ở Na Hau một lần. Và sau khi nghe mình góp ý thì chị chủ homestay đã đổi những cái hạng phòng này thành những cái tên rất là đáng yêu, như là phòng mơ này, phòng dâu, phòng mận, phòng táo mèo, phòng ổi. Bởi vì ở đây mình thấy là có rất nhiều loại cây. À, kiểu cây mít nữa kìa. Có đu đủ này. Có cây bơ này. Như là một khu vườn vậy. Nên là đấy là ý tưởng vì sao mà mình nghĩ là đặt tên phòng như thế. Đây là phòng đào. Phòng này dành cho hai người. À, hình như không phải. Phòng này sẽ có các xếp ở bên trên. Mình vừa nhìn thấy, dành cho 4 người. Phòng này là phòng táo mèo. Rất là xinh nha. Phòng dâu cũng xinh này. Các phòng đều kiểu có cây hoa, cây xanh. Trên kia có một phòng trên cao. Đứng từ trên lan can kia các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ phía dưới ở cái homestay này. Bên này cũng có phòng mận nữa. Vậy thôi, nhỏ nhắn xinh xắn, một cái khu không quá rộng nhưng mà rất là xinh. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nếu cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, share và subscribe kênh nha. Và cảm ơn Na Hau. Tạm biệt Mộc Châu, của mình đi về đây. Bye bye, bye, bye.